con trăng kỳ lạ nhất thế giới xuất hiện ở Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây cộng đồng mạng xã hội xôn xao trước thông tin xuất hiện con trăng hai đầu tại Hưng Yên. Một người tên CNT tự nhận là chủ nhân trao bán chú trăng này với giá khởi điểm 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, chính anh lại khẳng định sẽ không bán vì hiếm có thể cặp được một con trăng như vậy nữa trong đời. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, phóng viên đã tận mắt được chứng kiến chú trăng này tại một cửa hàng buôn bán động vật bò sát tại Khâm Thiên, Hà Nội. Anh Mạc Hùng, chủ nhân đang sở hữu con trăng khẳng định, chính tôi và ba anh em khác đã làm các giấy tờ thủ tục hợp pháp để đảm bảo nguồn gốc và tận tay đưa trăng hai đầu về từ Campuchia chứ không phải bắt được ở Việt Nam như tin đồn. Chú trăng này được xác định là giống đực một năm tuổi, thuộc giống trăng miếng điện, Việt Nam gọi là trăng đất. Con trăng này đặc biệt ở chỗ có hai đầu, hai thân hoạt động riêng biệt, hệ tiêu hóa, tim, dạ dày cũng độc lập. Chúng chỉ chung nhau phần đuôi, bộ phận sinh dục và hậu môn. Anh Hùng vui vẻ nói và cho biết thêm thông tin. Vì thế anh em tôi nói đùa đây là con răng duy nhất trên thế giới, có hán. Con răng này không có khả năng săn mồi như giống răng nói chung. Tính tình nó khá hiền, vuốt ve thoải mái nên tôi nghĩ con răng này được sinh ra và nuôi dưỡng tại trang trại ở Campuchia, không phải bắt được ngoài tự nhiên. Con răng dài khoảng 90cm, nặng khoảng 2kg, chiều dài ngắn hơn so với giống răng đất bình thường. Hai đầu hoạt động hoàn toàn độc lập, vì thế khả năng di chuyển bị hạn chế. Anh Hùng vừa nói vừa dùng tấm bìa chặn giữa, tách hai đầu con trăng để chúng không cắn vào nhau khi tranh giành thức ăn. Thức ăn chủ yếu của chúng là chuột bạch, trung bình một tháng chỉ ăn khoảng 3 đến 4 lần, mỗi lần khoảng 4 con chuột. Đế lệ trăng rắn hai đầu xuất hiện trên thế giới không phải là hiếm gặp, nhưng thường chúng chỉ có một thân. Còn con trăng hai đầu này có tới hai thân nên nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chơi bò sát trong khu vực. Chủ cửa hàng bò sát cho biết, chúng tôi đã phải rất quyết liệt mới mua được chú trăng này với các pet shop ở khu vực Đông Nam Á. Một nhà khoa học người Đức lại liên hệ với anh Mạc Hùng và khẳng định, đây là cá thể trăng đất hai đầu, hai thân đầu tiên được ghi nhận trên thế giới. Ông này cũng đề nghị phía chủ sở hữu cung cấp hình ảnh và thông tin về chú trăng để đưa vào cuốn sách sắp xuất bản của mình về loài động vật bò sát. Tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật, nhận định con trăng đất này có tên khoa học là Python Malodus, trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã từng ghi nhận rắn hai đầu do sinh đôi dính liền. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy con trăng có hai đầu. Con trăng độc đáo này có thể dùng để nghiên cứu hiện tượng sinh đôi dính liền ở bò sát. Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Minh Nghĩa, chủ tịch hội bò sát Hà Nội cũng cho rằng cá thể trăng hai đầu này là số hiếm trên thế giới. Việt Nam đã ghi nhận nhiều các động vật như bò hai đầu hay gà lợn tứ chi nhưng chúng sinh ra một thời gian ngắn rồi chết. Con trăng này là trường hợp đầu tiên sống được lâu như vậy bởi trong đột biến, cung loại sẽ bị đào thải do tính di truyền. Những con sống tật sẽ chết, những con sống tật sẽ chết, nhưng con này sống bình thường. Rất nhiều người chơi trăng cũng như các nhà khoa học đã quan tâm và ngỏ ý muốn mua để đưa chúng về sưu tầm và nghiên cứu. Họ trả giá cấp 2-3 lần giá cốc nhưng anh Huy chưa muốn bán. Người chủ chia sẻ muốn đưa con trăng này sang châu Âu vì bên đó khoa học rất quan tâm và có môi trường nghiên cứu hiện đại để làm trọ giá trị của nó. Anh Hùng cho biết, chắc chắn tôi phải chọn mặt gửi vàng bởi nếu trưa vào tay những người công chuyên họ sẽ ngầm trụ nó mất